Chỉ mất tầm khoảng 10 phút, các bạn sẽ có ngay một nồi cháo hào thơm ngon bổ dưỡng. Cùng tay vào bếp ngay nhé. Cái món này cực kỳ dễ ăn nha các bạn. Người lớn, người bé, người già, người trẻ, thanh niên, phụ nữ, ai cũng ăn được và ai cũng sẽ khen ngon cho mà xem. Các bạn chuẩn bị cho Tèo một nồi cháo, mình ninh sẵn đi nhé. Có thể ninh trong nồi cơm điện cũng được. Sau đó thì chuẩn bị thêm một ít hào, vài con mực, một ít nấm rơm, gừng và hành lá. Như vậy là các bạn đã chuẩn bị xong rồi á. Sau khi ninh cháo xong thì mình phi thơm hành, bỏ hào với lại nấm rơm vào xào, xào nhanh tay thôi. Bỏ vào đây một ít hạt nêm nữa để cho nó thơm hơn. Sau khi xào xong thì mình cho vào nồi cháo luôn. Cái món này thì chắc chắn là không cần công thức gì đâu nha các bạn. Mình đăng clip này là chỉ để nhắc nhớ cho mọi người là có một món ngon nữa mà thôi. Sau khi cho hào sữa và nấm rơm đã xào vào nồi cháo thì mình cho mực đã trụng sơ vào luôn. Mực thì ở đây mình không có làm gì hết ra, mua về chỉ rửa cho sạch. Sau đó thì mình trụng sơ và cho vào nồi cháo luôn. Cũng không cần lấy cái túi mực ra đâu, để cho nó ngọt hơn. Sau khi cho vào thì mình cho thêm hành với lại gừng vào. Và đặc trưng của cái món này đó là chén mắm gừng. Mình làm chén mắm gừng cho thật là thơm ngon đi thì cái món này chắc chắn sẽ thành công. Ai ăn đều sẽ rất thích. Đây, chén mắm gừng trông rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức với Tèo nha. Chúc các bạn thành công và có thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các bạn.